Hello anh em, nhìn đến nhanh thị trường chứng khoán ngày 15 tháng 4 năm 2024, thị trường sáng ra chúng ta giảm khoảng 5 điểm, 0,39%. Thanh khoản thị trường ngưỡng 10.000 tỷ, như vậy là mình đang quay khoảng 11 giờ 10 phút, thanh khoản khả năng sẽ đạt khoảng 11.000. Ok, với thanh khoản 11.000 thì sáng ra nước ngoài đã bán dòng khoảng 600 tỷ, trừ đi mua SHB, mua Uh, mua SGN phục vụ mặt đất Sài Gòn thì bán Vinhome hơn 100 tỷ, bán CTG 125 tỷ. Bán các mặt trận trong cái bối cảnh cái tỷ giá tiếp tục leo thang, đúng không? Tự doanh hôm nay thì uh, hôm qua thì cũng mua dòng nhẹ, hôm trước có mua dòng nhẹ khoảng 6 7 tỷ. Thanh khoản hôm nay thì break so với ngày hôm trước, hôm nay anh ta giao dịch tới 450 triệu cổ phiếu đến hiện tại. Uh, hôm trước chỉ là 300 triệu cổ, như vậy là thanh khoản đã gia tăng rồi. Ừ, chắc chắn rồi khi mà vượt lại được m 20 hôm qua chúng ta có nói chuyện đó, ở vượt lại được m 20 thì dòng tiền nó sẽ bắt đầu nó gia tăng trở lại tức là thị trường nó có lại chen cái thì dòng tiền nó sẽ kích hoạt trở lại ngay ít nhất là nó sẽ tăng hơn so với lúc mà thị trường nó còn lở vở đáy đây là điều bình thường thôi thị trường nó vào chen lại thì rất nhiều anh em sẽ có mặt thêm sáng nay mình có nhận định rất là nhanh nhóm đó là chen tăng ngắn nạn được lấy lại sau 2 tuần việc lấy lại được em 20 1270 giúp thị trường có thể thu hút được dòng tiền hơn trong giai đoạn tiếp theo Đấy, đúng không hôm nay chúng ta có thể thấy thanh khoản chúng ta bắt đầu quay trở lại rồi chen tăng trung hạn thì vẫn được giữ tiếp tục xác nhận thêm cái đáy 1250 kết hợp cái nhóm leader là banh nên càng củng kê càng củng cố thêm cho cái đáy này là tương đối uy tín Đấy, tức là chúng ta có hai cái đáy nhỏ ở vùng 1250 tại gần sát năm 50 và kết hợp với việc có nhóm dẫn dắt là nhóm banh mà lại vượt qua được cái vùng 1270 thì chứng tỏ là thị trường chúng ta cũng đáy này cũng tương đối là uy tín đấy cũng không phải không đâu hạn chế nghi ngờ thôi đúng không tiếp tục là những cái pha đạp hồi đạp hồi trong phiên tại vì là chủ đạo vẫn là sideways 123 x 128 x nếu mà nhìn tổng thể ra thì chúng ta vẫn đang là sideways này anh em thấy không vậy thì sideways thì thông thường là phiên break này thường sẽ có test lại Như là, là chuyện bình thường. Còn khi mà muốn vượt hẳn sideways thì chúng ta sẽ break ra khỏi vùng 1294 ở trên này sẽ thoát ra khỏi hộp sideways anh em nhé. thì cái dạng đạp hồi đạp hồi này vẫn duy trì thôi Tại vì sideways mà. À, banh vẫn là con bài quan trọng của vn Deck, giai đoạn này với sức mạnh khỏe hơn à, trong cái giai đoạn nhạy cảm về cả thế giới rồi các nhịp nghỉ nghỉ lễ gần càng chứng tỏ cuộc chơi trong tay người khổng lồ. tức là cuộc chơi của banh thì anh em có thể thấy này khi mà banh neo chỉ số rất là tốt thì chúng ta có thể thấy đó là chúng ta có shb này sau tin chủ tịch uh, đăng ký mua là khoảng trăm triệu hơn nghìn tỷ này liên việt này vẫn thể hiện sức mạnh quá là kinh khủng hay thậm chí là việt Combine, đúng không có những form tích lũy tam giác này hay là ctg cũng thể hiện sức mạnh này volume tiền vào này đúng không sau một thời gian cạn kiệt này mà với banh cũng như vậy bit cũng như thế đúng không tức là chúng ta thấy là những cái cổ phiếu mang tính chất gọi là con át chủ bài ấy. sức mạnh người khổng lồ ấy, nó luôn thể hiện được sức mạnh trong những cái nhịp mà thị trường nhạy cảm như thế này chúng ta đang ở giai đoạn nhạy cảm chứ gần nghỉ lễ rồi nghỉ lễ dài ngày xong rồi lại còn thế giới chiến tranh này kia vậy thì cái việc mà người khổng lồ cầm được banh xong rồi neo chỉ số của thị trường mình đánh giá đây là quá là tốt luôn quá là tốt đúng không hành động của giai đoạn này tất nhiên là vẫn là nằm im thôi chỗ nào thì báo mua được thì anh chị em sẽ theo dõi mục 4 đúng không rồi ok chỉnh xong xuất hiện siêu cổ cái này thì vẫn như hôm trước thôi hành động chính thì những nhà đầu tư 50-50 thì cả nhà có thể gia tăng thêm 10 đến 20 trăm tỷ trọng khi mà rung lắc và hoảng loạn test lại hai 20 tức là test lại khoảng 126x thì ok cả nhà rung lắc cả nhà gia tăng thêm những cái cổ phiếu mạnh của mình thêm một chút nhá yeah. với cái thanh khoản gia tăng rồi cộng với lại vượt lại hai 20 thì cả nhà có thể gia tăng thêm một chút thêm khoảng 10 đến 20 phần trăm cổ phiếu cầm khoảng 3 phần trăm tiền mặt cộng mà Jean là ok yeah, nhà, đầu tư phun tiền thì quá nhiều lần pick cho anh chị em đặc biệt là tuần trước rồi anh em không lấy vị thế thì hơi phí nhá yeah. không lấy vị thế thì hơi phí còn đến bây giờ thì anh em vẫn tiếp tục không lấy vị thế thì nếu mà nó tích lũy thêm một hai viên đây nó bật tiếp nhá anh em không có vị thế tốt được nữa khi anh em không vị thế tốt thì anh em rất dễ đu đỉnh mình nói thật là như thế nhá chuyện đấy là chuyện bình thường đây là mình nốt những cái con mạnh ở đây thôi ok đấy. mình có nói là các vi cách viên đếch phản ứng với thông tin xấu thời gian gần đây là mình đánh giá rất là mạnh từ câu chuyện nhịp chỉnh tháng 5 Uh, nhịp chỉnh sau 5 tháng vun kiệt đi ngang hay CPI Mỹ xấu tuy nhiên phản ứng thậm chí xanh mạnh thì câu chuyện chiến tranh cũng là phép thử cho VNX trong viên trong phiên ngày hôm nay với sự tạo đáy từ nhóm banh mang chất leader trong phiên thứ sáu thì thị trường đang thực sự mạnh và chúng ta nên follow tín hiệu từ VNI để tránh loanh quanh lại vào đúng đỉnh xác nhận đáy tại 1250 cộng trừ vượt em 20, 20 cơ hội sẽ mở ra rất nhiều chúc anh chị em khoản lợi nhuận tốt trong sóng tới vượt dứt điểm 1294 thì vùng đi ngang sẽ kết thúc và bước vào trên tăng mạnh mẽ hơn ok cảm ơn người nhà chắc là tạm thời hôm nay chúng ta sẽ theo dõi thế thôi đúng không hoảng loạn thì anh em cũng canh để anh em gia tăng thêm cổ phiếu của mình cho nó tốt thôi đúng không còn hàng họ thì nói chung là mình thì lúc nào mình cũng có hàng trong người đặc biệt là trong uptrend như này mình chỉ làm sao mình ra vào những cái nhịp chỉnh nó hợp lý một chút với cái tỷ trọng khoảng 20 30 phần trăm nó hợp lý thôi chứ mình không bao giờ là mình không có hàng đâu anh em cứ yên tâm là như thế nhá yeah. Với một cái trend tăng như này chiều nay thì chúng ta sẽ cùng xem là vnx sẽ phản ứng như thế nào Nhưng cá nhân của mình thấy nhóm banh nó mạnh như này thì dung lắc và điều chỉnh thì ai mà chưa gia tăng bù thì chúng ta có thể gia tăng bù thôi và ai mà chưa mua thì canh thăm dò thôi mình nghĩ là rất là hợp lý yeah. sáng nay thì các dòng quá là khỏe đúng không những cái cổ điều chỉnh mạnh nhất thì như là hag uh, uzhhh điều chỉnh frt novaland đúng không đấy ok Đấy, thép cũng duy trì rất là tốt Đấy, thép duy trì rất là tốt hôm trước làm đi thép ở vùng này rồi đúng không hi vọng lần này anh thép có thể vượt đỉnh được <laughs> rồi ok SHS này vận động tốt quá nhỉ nói chung các cổ phiếu hôm nay quá là ok luôn mình thấy nói chung thị trường đánh này đẹp ưng ừ, ý quá phần hóa đánh sướng đúng không mọi thứ đều tích cực không hiểu sao anh em cứ phải cố gắng view tiêu cực làm quái À, có tín hiệu xấu thì tính tiếp đúng không nhóm ngành nó vẫn khỏe thị trường nó vẫn khỏe thôi banh nó cứ như thế này các ông cứ chim lợn nó quái đúng không ok chúc cả nhà đầu tư thành công cả nhà muốn đăng ký vào cái nhóm này thì nhắn qua uh, zalo ở trên link bio tiktok nhé và nhóm sẽ được hỗ trợ nó chi tiết hơn bye bye